Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng tới một số nơi ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Đến khoảng trưa chiều nay sẽ hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ, sau đó tàn xuống Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên ngày hôm nay, nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm so với ngày hôm qua khoảng 3 cho đến 5 độ. Trời chuyển lạnh, nhất là về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến sẽ từ 20 cho đến 24 độ. Vùng núi trời chuyển rét từ 16 cho đến 19 độ. Còn trong ngày cảm giác khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 25 cho đến 30 độ. Ngoài ra trong sáng nay không khí lạnh cũng đã gây mưa cho khu vực Bắc Bộ, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Khu vực Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng muộn hơn nên từ chiều tối nay mưa mới diễn ra ở đây. Dự báo từ gần sáng ngày mùng 7 cho đến ngày mùng 8 tháng 11, mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa to đến rất to sẽ xuất hiện ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Cũng do chịu tác động của khối không khí lạnh nên thời tiết trên biển không mấy thuận lợi. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển sẽ cao từ 1 cho đến 2 mét và biển động. Đặc biệt, khu vực Bắc Biển Đông đêm nay và ngày mai, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét và biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Ngay sau đợt không khí lạnh này, nhiều khả năng sẽ có một đợt không khí lạnh tiếp theo ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ vào khoảng đêm ngày 11 tháng 11 hoặc ngày 12 tháng 11. Vì vậy mà từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ 17 cho đến 20 độ. Cùng thời điểm này có nhiều động gió đông và đông nam từ biển vào sẽ hội tụ với không khí lạnh gây mưa ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa từ ngày 13 tháng 11. Tuy nhiên đây là những nhận định sớm và dự báo còn có thể thay đổi Người dân cần thường xuyên theo dõi cập nhật từ các bản tin thời tiết để nắm bắt tình hình. Trước đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra cảnh báo trong tháng 11 này, không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng về tần suất ở miền Bắc, sẽ có khoảng từ 3 cho đến 4 đợt. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh có cường độ không mạnh, chủ yếu khiến trời chuyển lạnh về đêm và sáng, còn ban ngày vẫn có nắng.